Trong khi vé tàu, vé xe khách vào những ngày cận Tết đang khá khan hiếm, khó mua, thì vé máy bay lại đang còn khá nhiều. Cục Hàng không Việt Nam cho biết vẫn còn tới gần một nửa vé máy bay Tết chưa có người mua. Cụ thể là trong tổng số ghế cung ứng trên toàn mạng trong giai đoạn cao điểm Tết, các hãng hàng không vẫn còn hơn 44% số ghế chưa bán hết. Trong đó đường bay nội địa còn 49% và quốc tế còn 29%. Đối với đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, giá vé của Vietnam Airlines thấp nhất là 800.000 đồng và cao nhất là 3,1 triệu đồng, của Vietjet Air là 399.000 đồng và 2,9 triệu đồng, của Jetstar Pacific là 23.000 đồng và 3 triệu đồng. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế phí theo quy định. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng bay cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về quản lý giá cước vận tải hàng không nội địa, không có hãng nào bán vé vượt quá giá trần. Cùng đó, công khai bảng giá vé và số chỗ tại các quầy bán vé giờ chót ở tại các cảng hàng không, sân bay và hiển thị trên màn hình số chỗ còn trên mỗi chuyến bay. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là về quê nghỉ Tết, sum họp với gia đình là mong ước của rất nhiều người sau một năm làm việc vất vả, đặc biệt là những người lao động xa quê. Tuy nhiên, để có được một tấm vé tàu, vé xe hay xa xỉ hơn là một chiếc vé máy bay để đi vào những ngày giáp Tết, quả thật là một chuyện không hề dễ dàng một chút nào cả.